không? Con đang ăn mồi phía sau. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Tại mình đang có mặt tại Vũng Tàu nha cả nhà ơi. Hôm nay là mình đi câu với chị Phát. Tại là đi câu mấy cái hồ mà người ta phá vịt nè cả nhà. Rồi đi xin vô câu. Đây Phát đang câu ở đây. Hello, chào tất cả anh em. Mình sẽ đặt máy quay đây nha cả nhà. Anh em đứng quy hàng là có cá lên cho đẹp. Chép không? Bà. Xin chủ hồ câu cá lóc mà cá chép ăn này cả nhà ơi. Chết đi chứ. Trên vũ hồ câu cá lóc và cái kết nữa nha. Thả nó về nguồn. Cool. Quá chi là hài luôn, mình phải thả nhanh kìa nha. Thả nhanh chủ hồ cho câu tiếp. Chưa hai chậm là chết cá, chủ hồ chửi chết. Rồi tiếp tục câu nữa nha. Đây là câu chuyện câu cá lóc ao vịt nha cả nhà. Đấy. Mình vừa phát hiện ra một quả trứng khủng long nè. Nhóm chừng thì mới đẻ thôi. Trứng khủng long nha cả nhà.
Đang tiền bố chạy cái chỉ câu chưa. Má chút xíu mà táp kinh thiên. Táp cái bình thiên luôn. Mím. Mình con cá mình câu mình chưa quay được clip nữa nha. Con này thôi, con nắm lạng đâu. Ừ. Vô xuồng, vô chuồng. Trước đi mấy cái hồ. Hồ ở Gia Lai. Cái hồ dài nè, nó có một cái chàng rau muống màu dài nè. Má vô quýnh. Bắt đầu bao 20 đường. Không thấy con nào ăn hết. Kỳ lạ. Trong đi đường nào tới đường 40 đường má nó đâu nó ra cả bầy nó ăn như chó điên. Một tay của tay này nguyên bài cái con luôn. Chứ biết ở đâu đi. Quăng đường nào táp đường đấy. Kéo mỏi tay luôn. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cái này sao gỡ đây? Chút xíu quá còn đi. Rộng đi không? Không sao. Khó như cái chém vậy đó. Phải rồi. Ác vậy. Cái gì đâu. Thả đi. Thở luôn đi. Còn ký. Còn ký lấy đi. Sao đó. Thì hồi bảy bữa ông nó nuôi ông sợ ông thổ thuốc chết là có bò thầy. Hồi ngoài là không hết thôi. Dạ.
7 lạng, 6 lạng. Nhìn to như cái nhon. Sức bom cũng hứng. Ok. Sáu lạng bảy lạng gì đây? Má ốm quá dài thằng lò. Ok. Tìm ra. Thả hay. Nó động vô thả vậy đó. Chi mấy con này. Mấy cái cò là bắt gì? Đưa kẹp nữa coi. Được má, ăn vô lưỡi luôn. Ý hiểu là cái gì lạ không? Nó hết hàm luôn rồi. Ăn dính như cái lưỡi này nè. Nhiều cái ở đây nè. Nhiều cái ở đây. Sao rớt được. Nó ngậm như đá. Đây, sau đây là cái bộ kìm kẹp lỡ cá nên lúc nào phải có nha. Kìm kẹp lỡ cá. Không có bộ này thì bộ kia, nhưng mà câu cá thì mình nên xài một bộ.
Dài ghê thì. Chết lên cục pin em ơi. Xuống luôn xin kết thúc cái video tại đây. Hôm nay em xét bom nhà mình đã ghi 2 bàn. Đấy, còn một bàn là Origi là tổng cộng hôm nay được 3 con rồi nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo. Chúc cả nhà luôn được có sức khỏe và vui được cuộc sống. Hy vọng là virus corona sẽ rời xa tất cả chúng ta. Rồi chào cả nhà.